mời quý vị và các bạn theo dõi vòng đấu thứ hai giải bóng đá của quốc gia trung học phổ thông Phạm Văn Đồng phiên bản cúp C1 2021 với các chương trình tại Việt Nam từ khởi tranh từ ngày 13 tháng 11 năm 2020. Hứa hẹn sẽ là cặp đấu hấp dẫn, hai công ty trình thông bi gặp nhau, chủ nhà bị đội Thông Thái gặp siêu nhí đấu trí. Đây là hai đội bóng không ghi điểm nào cho đến khi nào đó sẽ có được may mắn hay không tùy thuộc vào những cái cách chơi này. Bên tay trái của chúng ta là bị đội Thông Thái, bên tay phải là siêu nhí đấu trí. Để xem coi. Đây, quả đá phạt đây, tỷ số là không bàn thắng rồi. Ở trong trận ra quân. Rồi cũng đã quả phạt đền rất là nhanh, xong những ngày buổi tập luyện ngắn hơn rồi. Rồi bây giờ đây sẽ là đợt tiếp theo, cũng như là cặp đấu tiếp theo kể từ hiệu lực từ tháng 1 mà sẽ cùng theo dõi để có thể sớm kết thúc mùa giải gần đây. Chắc chắn điều đó không bao giờ xảy ra. Chưa có may mắn dành cho đội bị đội Thông Thái. Và lưới của đội chủ nhà bị đội Thông Thái dâng lên. Hay thì chỉ được sân đồi. Này bây giờ thì siêu nhí đấu trí rồi. 1-0 cho siêu nhí đấu trí. Chưa bao giờ mà làm được. Không có chuyện gì xảy ra như tại thời điểm này. Chúng ta sẽ biết tập đấu này bắt chính trước là công ty trình Đông Bi cùng với HTV9 đài truyền thành phố Hồ Chí Minh đã gặp nhau mà thôi. Hai đội bóng chưa có điểm nào sau khi bị đội Thông Thái đã thua trên sân của Chí Lực Sân Đồi vừa rồi với tỷ số là 5-2 hay là 2-5. Bây giờ có vẻ là sau vòng này thì ngày càng khó khăn hơn, thì mà siêu nhí đấu trí đang lợi thế rồi. Khoảng cách về mặt hiệu số thì ngày càng cách biệt là hai bàn, là hai rồi, hai bàn thôi, rất là lớn, đang về trần về âm. Tỷ số là 1-0. Cặp đấu đầu 17:50 rồi. Bây giờ cũng rất là nhanh. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Không bao giờ làm được. Cũng là khoảng thời gian đầy đi lâu. Xin chúc mừng thì chắc chắn có vẻ sẽ làm được hay không? Xin thông báo như vậy là lần đầu tiên trong trận đấu này bị đội Đồng Thái đã cân bằng tỷ số 1-1. 1-1 sau 2 phút thôi. 1-1 dành cho đội chủ nhà bị đội Thông Thái. Hôm nay hai công ty trên Trung Bi đã gặp nhau rất là nhanh rồi, cũng như khung giờ này. Trong khi đó thì đối thủ của Chí Lực Sân Đồi, đó là chủ nhà siêu tài năng nhí mà thôi, sẽ gặp nhau có cùng 3 điểm, cách biệt hiệu số là 2 bàn về mặt lối chơi. Hứa hẹn sẽ nỗ lực hơn, nỗ lực trong sân khấu này. Tỷ số đang là 1-1. Khoảng này khoảng đợt 2 ở bảng N2, cũng là cặp đấu đầu tiên bắt chính. Đấy, rất là nhanh. Đây, xem coi.
trong khe. Đừng 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 bắt ra bị hư á. Câu trả lời của đội chủ nhà làm gì đây? Dứt điểm rồi, được tiết cho bị đội thông thái. Đây là bạn lốc của C1 cũng là một đội bóng mạnh nhất rồi, của C2 còn càng bình thường thôi, có gì đâu phải nhanh nhẹn. Nghe nói là cũng khả năng là sẽ làm, có khả năng điều đó sẽ đúng thời lượng thời hạn thôi. Chọn khe quốc báo mạnh lắm rồi, chưa thể vượt lên trong trận đấu này. Đây là đội bị đội thông thái đây, đội chủ nhà thì đâu với siêu gì đâu chí. Siêu gì đâu chí cũng đã thua trước siêu tài năng nhí ngay trên sân nhà với tỷ số 3-4 ở vòng đầu. Và có vẻ là vòng này cũng may mắn hơn, nhưng mà lúc sau thì bị đội thông thái đã làm được. Rất căng thẳng và đội ngược lại với nhau theo những trùng hợp, theo phương trùng hợp. Cổ động viên đang cũng ít rồi, có mà hai bạn nữ cũng đã về sớm. Không vào. Câu dứt điểm chung cuối hôm nay chưa thể hoàn thiện căn bản. Bị đội thông thái đã ở vị trí áp chót rồi, siêu điều chế thì ở vị trí thứ ba. Về mặt hiệu số thì kém nhau hai bậc, nó chỉ kém nhau khoảng hai bậc mà thôi. Sẽ có thể làm hay không thì sẽ có điều đó sẽ biết. Một buổi chủ nhật đầy sảng khoái cuối tuần này, những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, năm Canh Tý đã qua. Đây là năm Tân Sửu rồi, xuân Tân Sửu rất là đẹp. Thành công, đây là siêu nhí đấu trí. Cụ dứt điểm đã không có câu trả lời thành công dành cho đội khách. Tỷ số vẫn là 1-1. Quá hay, truyền lại cho thủ môn bên đội siêu nhí đấu trí rồi của Minsu Babuka. Chương trình trải qua hai mùa còn bị đội thông thái mới là chương trình đầu tiên thôi, chương trình đầu tiên của năm mới. Chương trình cũng sẽ gặp lại vào mùa Tết thôi, với chương trình là sắc hơn nếu như khả năng có, không khả năng là không có hơn. Nói tóm lại vậy mà ông đã làm qua. Lần đầu tiên đó ông đã đi tranh cuộc chọc của đội siêu di đấu trí rồi. Chút nữa rồi
chút nữa là bước lên. Đây, bạn này coi. Liệu đang bị đổ trong thai có làm gì với siêu di đấu trí không? Không có may mắn. Sút thì năm nay cũng rất là nhẹ rồi. Điện cũng đã bắt sẵn và chuẩn bị tiếp đón cho một buổi tối vui vẻ ngày hôm nay. Chuẩn bị cho đón chào năm mới năm 2021 này. Bạn pháo hoa diễn ra sớm hơn. Vào lúc 22 giờ mùng 30 Tết canh tê Tân Sửu. So với các tỉnh miền khác từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 24 giờ. Hôm nay tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức bắn pháo hoa rộn nhịp vào 22 giờ mùng 30 Tết. Chương trình đá quân sẽ hoãn do vì Covid-19 này. Nhưng bên miền Trung ít hơn so với miền Bắc. Gia Lai là nhiều ca mắc hơn, cũng là điều đó không xảy ra. Bị đội Thông Thái đã nhanh chóng đá nên tỷ số 2-1. Rồi coi bạn này làm gì đây. 2-1 cho bị đội Thông Thái. Bị đội Thông Thái hôm nay khá hài hước hơn so với siêu di đấu trí rồi. Đúng là hai công ty trên Tông Bi đầy rộn rã hơn. Những gì mà trong tình cảnh mà chúng ta đang làm. Bây giờ là 13 phút thi đấu rất nhanh rồi quý vị. Nói hôm nay cũng một buổi giao lưu nhân văn. Cổ động viên ở bên ngoài rất là nhiệt tình cổ vũ cho hai đội. Bắt đầu từ mùa 1/2021 thì sẽ kết hợp trong một số cặp đấu chính hơn để cũng sẽ kết thúc vòng bảng sớm trong dịp trước dịp Tết. Tỷ số là 2-1 cho bị đội Thông Thái. Chưa bao giờ mà có thể tình cảnh mà làm được như đến lúc này. Trời ơi, xúc thế này mà bể kính luôn nghe à. Chết chứ. Như thế là không công bằng được. Khoảng trống. Tỷ số là 2-1 nha. Nhưng dứt điểm có vẻ là căng thẳng cho bị đội Thông Thái rồi. Cơ hội dường như là chờ xíu. Rồi, bàn thắng thứ 3, xin chúc mừng bị đội Thông Thái nên tỷ số là 3-1. Một cú sút rất là chuẩn mực rồi. Trước khi mà bị đội Thông Thái đến giờ làm được. Đến giờ lúc phút này rồi. Đến giờ phút này rồi mà đã làm rồi. Không xong, tỷ số là 2-1 nha. Chưa để tỷ số 3-1 được. Đáng ra phải làm rồi. Tỷ số là 2-1. Quỷ bóng thì chưa về vạch phía ban đầu đâu. Vẫn như thường thôi. Là lạ đấy. Tỷ số là 2-1 nha quý vị. Đấy, vẫn 2-1. Dị quá luôn. Ồ, trúng mặt luôn à.
3-1. Bị đội đồng tài đã nhanh chóng hoàn thiện. Đợt tiếp theo đã kết thúc với chiến thắng tỷ số 3-1 thuộc về bị đội đồng tài ngày hôm nay. Với chiến thắng thì bị đội đồng tài có 3 điểm đầu tiên và đẩy hiệu số ngược lại rồi, không có gì thay đổi. Vị trí thứ 3 bị đội đồng tài, còn với siêu nhị đấu trí rồi thì trận thua ngày hôm nay sẽ ở vị trí cuối cùng. Chắc chắn điều đó sẽ làm được khi nếu như ở trong những vòng đấu tiếp theo nữa sẽ còn những khoảnh khắc đáng nhớ hay hơn không bao giờ hết. Đây sẽ là một trong những bài tính toán chiến lược chỗ của Minsu cùng với Đại Nghĩa Việt Hương sẽ còn những điều hấp dẫn hơn. Tuần đầu trực tiếp sau cặp đấu này đã kết thúc ở vòng đấu thứ 2. Chúng ta sẽ gặp lại nhau quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Các chương trình đã sát tại Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.